Những gì mà Châu thể hiện nó chưa đủ đối với một người đầy kinh nghiệm như Châu. Cho nên là ngày hôm nay ban giám khảo quyết định Châu phải dừng cuộc chơi tại đây. Nếu như mà đây là quyết định của ban giám khảo thì bản thân em chấp nhận điều đó. Rất tiếc em phải dừng bước ở vòng này. Có thể cho em lý do vì sao được không ạ? Đấy là quyết định của ban giám khảo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Uni Media. Bước ra khỏi vùng an toàn và bên ngoài vùng an toàn nó sẽ có những cái rủi ro mình buộc phải chấp nhận. Chị muốn ôm em để nói lời chia tay. Rất là thích Châu của ngày hôm nay, rất là ung dung và tự tin. Chỉ có một câu hỏi dành cho em. Ở cái câu số 21 thì em có chia sẻ là điều mà khó khăn nhất của em đó là chính là em luôn nghi ngờ bản thân mình. Em vui lòng cho chúng tôi biết lý do tại sao một người như em lại luôn nghi ngờ bản thân mình. Dạ, trước đây em gặp khó khăn bởi vì bản thân em luôn không tự tin vào chính bản thân mình và em luôn quan tâm tới những cái điều mà người khác nhận xét về mình như thế nào. Nhưng mà khi mà em bắt đầu tham gia những hành trình thiện nguyện nhiều hơn thì em muốn chia sẻ nhiều hơn, thì em nhận ra một điều là mình là chính mình thì lúc đó mình mới thực sự tỏa sáng, chứ không phải là những cái lời khen chê của mọi người sẽ làm mình sáng hơn. Thì em có nghi ngờ về khả năng em sẽ đạt được thứ hạng cao trong cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2022 lần này hay không? Dạ. Như hôm qua em có chia sẻ, khi mà em quyết định tham gia Hoa hậu Hoàng Vũ và em không quan tâm tới những kết quả, có thể là em top 5 hoặc top 10, em cũng không quá quan tâm về điều đó. Bởi vì điều em mong muốn khi đến Hoa hậu Hoàng Vũ là bước ra khỏi cái vùng an toàn của chính mình. Thêm một cái cho Châu nữa nha, là hôm qua đến giờ chị có theo dõi trên mạng xã hội, rất là nhiều bạn so sánh giữa em với Hương Ly. Thì em có bị áp lực bởi vì điều đó không? Bản thân em không cảm thấy ngại hay gì cả, bởi vì em biết là Hương Ly có những thế mạnh nhất định và bản thân em cũng tự tin vào bản thân mình. Mình biết mình là ai và câu chuyện của mình như thế nào và mình đã cố gắng như thế nào, cho nên là những cái nhận xét đó là em không có để tâm quá nhiều. Những gì mà Châu thể hiện nó chưa đủ đối với một người đầy kinh nghiệm như Châu. Cho nên là ngày hôm nay ban giám khảo quyết định Châu phải dừng cuộc chơi tại đây. Nếu như mà đây là quyết định của ban giám khảo thì bản thân em chấp nhận điều đó. Vẫn là một Vina Human cho chị nè. Vì em có chia sẻ lý do khi mà mình đến với Hoa hậu Hoàng Vũ là mình bước ra khỏi vùng an toàn và bên ngoài vùng an toàn nó sẽ có những cái rủi ro mình buộc phải chấp nhận. Rất tiếc em phải dừng bước ở vòng này. Có thể cho em lý do vì sao được không ạ? Đấy là quyết định của ban giám khảo. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thủy chưa bày tỏ được quan điểm cũng như ý kiến của mình mà Thủy đã bị loại rồi. Thủy không có phục. Tâm trạng em không ổn chút nào. Nhưng mà em có thể biết được lý do tại sao? Em nghĩ lý do nào sẽ làm em bị loại? Em vẫn không nghĩ có một lý do gì mà em lại không được đạt tiêu chuẩn. Nếu mà ban giám khảo có một lý do thật sự chính đáng để loại Thủy, chắc chắn là Thủy phải chấp nhận chuyện đó thôi. Chị muốn ôm em để nói lời chia tay. Để em có một tấm vé đi thẳng vào top 70. Ngày hôm nay thật sự là em đã chinh phục chị. Tại sao chị luôn đặt em ở trong một cái tâm thế là đến với Hoa hậu Hoàn vũ thế giới? Chị muốn em luôn luôn phải tưởng tượng điều đó để mình có thể đi xa hơn. Em cảm ơn chị. Và tất cả mọi sự mình thể hiện mình sẽ có chiều sâu hơn, lan tỏa hơn. Với cái tiêu chí năm nay thì thật sự là tìm Hoa hậu không chỉ đơn giản là sẽ rất là đẹp và rất là tuyệt vời, nhưng mà cái cần đó là tính bản lĩnh sẵn sàng cho trận thi đấu ở tại Miss Universe thế giới. Đau tim của em hả? Đau tim à? Em ơi, thực ra là cái thử thách này nghe thì hơi ác nhưng mà cũng là tốt đấy. Tại vì khi mà mình đối diện với bại và mất tất cả thì mình mới chợt thức tỉnh và để đánh thức cái lửa ở bên trong mình. Hãy nhớ khoảnh khắc mà em đã vừa mới xúc động để mà nỗ lực đến tận cùng. Chúc mừng em, cố gắng lên. Ngọc Châu đã phải trải qua một cái cảm xúc rất là bất ngờ khi mà Hoàng Yến đưa ra một cái thử thách tinh thần của bạn. Thì cũng xin là Ngọc Châu đừng có buồn, Ngọc Châu đừng giận. Bởi vì đó chỉ là một trong những cái thử thách bản lĩnh thôi. Và quý vị khán giả cũng nhìn vào đó thấy được bản lĩnh của Ngọc Châu như thế nào. Và chính vì bản lĩnh đó mà chiếc vé vàng ngày hôm nay rất xứng đáng cho Ngọc Châu. Chúc mừng Châu. Thế thì để tôi nói cho bạn lý do bạn bị loại. Lý do Phạm Hương tuyên bố rằng bạn bị loại ấy là chúng tôi muốn thử thách cái tâm lý của bạn. Thế nên đó chỉ là một thông tin chưa chính xác. Rất là hạnh phúc và Thủy cảm ơn anh Phan Anh, bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Tôi muốn hỏi một chút là giờ này tiệm súp cua của mẹ thế nào rồi? Nhắc tới mẹ bán súp bán sủi cảo, Thủy rất là tự hào và luôn luôn muốn đích thân mình lao động
để kiếm ra những đồng tiền chân chính. Không bao giờ muốn làm phiền con gái. Nhưng mà người con gái này rất là lo cho mẹ, rất là muốn chăm sóc mẹ từng ngày từng ngày. Nếu như may mắn mỉm cười em đạt được cái vương miện hoa hậu hoàn vũ thì ai sẽ là người chăm sóc cho mẹ? Em luôn luôn tranh thủ những lúc mà mình có thời gian rảnh, mình luôn về nhà chăm sóc mẹ, cũng giống như là phụ mẹ bưng bê. Không bao giờ có người nào nói mình quá bận để yêu thương một người khác. Để không bao giờ lo ngại về cái chuyện mà không có thời gian dành cho mẹ.